Một trang web bên Trung Quốc hiện đang gây sốc với bài viết chia sẻ clip có nhan đề Trịnh Sảng nhảy lầu, bồi thường 800 triệu tệ, tương đương gần 2.900 tỷ đồng, Trịnh Sảng tự sát. Hoàn thành bản ghi âm công khai có thêm phụ đề bằng chữ. Tính đến thời điểm hiện tại, hai video này có tổng 84.000 lượt views. Trên một trang mạng khác, những bài viết có nội dung tương tự cùng các dòng tít gây hoang mang cực độ như: vì những thông tin xấu mà Trịnh Sảng quyết định tự sát tại nhà, netizen bác bỏ tin đồn. Bố Trịnh Sảng cho biết hiện tại nữ diễn viên lâm vào trạng thái tồi tệ, nhiều lần tìm cách kết liễu mạng sống. Thậm chí, có bài viết còn để ảnh của Trịnh Sảng thành màu đen trắng cùng dòng tít, lên đường bình an, Trịnh Sảng im hơi lặng tiếng suốt nhiều tháng qua, tự sát vì căn bệnh trầm cảm. Tuy nhiên, trang Sina cho biết thêm, 6 giờ 16 phút ngày 31 tháng 1 năm 2021, netizen vẫn phát hiện ra Trịnh Sảng có vào trang web xem đồ second hand, đồ cũ. Dù rằng không đăng bài viết mới nào trên mạng xã hội nhưng có thể thấy Trịnh Sảng vẫn đang trong trạng thái tinh thần ổn định, không có dấu hiệu muốn kết liễu cuộc đời. Ở thời điểm hiện tại, phía đại diện của nữ diễn viên chưa đưa ra bất cứ phản hồi nào về tin đồn. Mặc dù vậy, trên mạng xã hội vẫn có những bài viết ác ý, cố tình photoshop ảnh của Trịnh Sảng và bồ câu thành di ảnh. Trang Sina lên án hành động bôi nhọ danh dự để câu view, thu hút sự chú ý của netizen. Sau loạt drama với những phần đấu tố căng thẳng gây chấn động showbiz, Trịnh Sảng trở nên im hơi lặng tiếng hơn rất nhiều. Tuy nhiên, về phía Trương Hằng, những tin tức rò rỉ từ nước Mỹ nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ. Trang QQ ngày 31 tháng 1 đã có bài viết theo lời chia sẻ từ phía bạn thân Trương Hằng. Khi được nhiều netizen hỏi thăm về tình hình của hai đứa trẻ, người bạn này cho biết hiện tại cuộc sống gia đình bên Mỹ vẫn ấm áp, mọi người đều yêu thương và lo lắng cho hai bé. Dù rằng thiếu tình thương từ Trịnh Sảng, song hai đứa trẻ không hề thiếu sự quan tâm, săn sóc từ phía gia đình Trương Hằng. Đặc biệt, người bạn này chia sẻ, hai bé rất đáng yêu và xinh xắn, ngoài ra còn nhắc khéo đến người đẹp thị phi họ Trịnh, dù gì thì mẹ của hai đứa cũng rất xinh đẹp. Tại Mỹ, Trương Hằng nhận được sự giúp đỡ của hai người bạn là một cặp vợ chồng. Cặp đôi không chỉ phụ giúp Trương Hằng chăm sóc, gửi sữa mẹ cho hai bé lúc vừa mới sinh mà còn cung cấp những bằng chứng, hình ảnh về cuộc sống khốn khó của Trương Hằng trên đất Mỹ khi chịu cảnh gà trống nuôi con. Cặp vợ chồng này cho biết, Trương Hằng vì không có kinh nghiệm nên mua nhầm loại sữa cho hai bé, đồng thời hỏi han rất nhiều về quá trình chăm sóc trẻ sơ sinh. Sau loạt scandal chấn động, Trịnh Sảng đang đối mặt với việc đền bù 920 triệu tệ, tương đương gần 3.300 tỷ đồng cho các nhãn hàng, nhà sản xuất phim, các đơn vị đối tác. Đứng trước cảnh tán gia bại sản, có thông tin cho biết, Trịnh Sảng đã bán tống bán tháo căn penthouse vừa tậu trị giá 150 triệu tệ, 530 tỷ đồng và chỉ sau 2 tiếng. Cô đã bán được với giá 130 triệu tệ, 467 tỷ đồng, sẵn sàng xuống giá 20 triệu tệ, 70 tỷ đồng để gom tiền trả nợ. Tuy nhiên, ở một diễn biến khác, trang QQ sáng ngày 30 tháng 1 có bài viết tiết lộ sự thật rằng Trịnh Sảng vẫn chưa bán được căn siêu biệt thự đắt đỏ kia. Rất nhiều công ty bất động sản đã đặt dấu hỏi về tính xác thực về việc nữ diễn viên bán được căn penthouse trong thời gian ngắn đến vậy. Thông tin về nhà của Trịnh Sảng không hề có trên hàng loạt các nền tảng giao dịch bất động sản lớn nhất Trung Quốc như Love Me Home, Lianjia, Sellsort. Một nhân viên của Lianjia cho hay họ không nhận được thông tin niêm yết về căn penthouse của Trịnh Sảng. Phóng viên đã tìm hiểu thêm vụ việc gây tò mò trong suốt thời gian qua và cho hay, thực tế, những thông tin về căn penthouse của Trịnh Sảng có trên Makalai, một trang giao dịch bất động sản mới và khá xa lạ với đại bộ phận người dùng. Vương Chiêu, giám đốc của Makalai, là người có quan hệ khá thân thiết với Trịnh Sảng, từng giúp cô tham khảo nhiều bất động sản tại Thượng Hải suốt nhiều năm qua. Trang QQ còn cho biết, một nhân viên ủy thác của Trịnh Sảng là cô Trần thừa nhận cô chưa từng gửi thông tin giao bán về căn nhà. Căn penthouse đó có 2 tầng, một tầng đã hoàn thiện, còn một tầng vẫn để thô mặt bằng. Cô Trần cũng khẳng định chưa ai tới xem nhà, vẫn còn đang trong quá trình giao dịch. Vào ngày 25 tháng 1, thông tin căn penthouse của Trịnh Sảng giảm giá và được giao bán xôn xao khắp mạng xã hội. Phía Makalai đã gỡ thông tin khỏi trang, chính vì điều này mà công chúng đồn đoán về việc Trịnh Sảng đã bán xong căn hộ dù giảm giá tới 71 tỷ đồng. Thực tế, cô Trần muốn giải quyết vụ việc một cách nhẹ nhàng. Việc rò rỉ thông tin đã khiến hai phía gặp quá nhiều áp lực, đây là điều cô Trần không mong muốn. Do đó mới có thông tin rằng căn hộ đã được bán. Vì thông tin này, netizen xứ Trung bày tỏ sự ngao ngán. Thế này thì Trịnh Sảng khốn đốn vì nợ nần lắm đây. Tôi nghe nói cô ta có mấy căn bất động sản đắt tiền cơ, không biết ra sao rồi. Tôi cũng đã nghĩ căn nhà khó bán mà, cô ta xa cơ lỡ vận, ai dám mua nhà của cô ta chứ. Tán gia bại sản vì scandal, lần này tôi mới thấy có nghệ sĩ khốn khổ đến thế.